Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết thì cách đây không lâu, Mercedes-Benz Việt Nam đã tung ra hai phiên bản, đó là GLC 200 cũng như là GLC 200 Formatic. Và trước Tết thì Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã đem về cái phiên bản là GLC 300 nhập khẩu. Thì bây giờ ngày hôm nay thì Mercedes-Benz đã đưa ra thêm một cái phiên bản nữa, đó chính là chiếc Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản lắp ráp. Thì với cái phiên bản lắp ráp này là một cái phiên bản mà được khách hàng mà bên Duy chờ đợi khá là lâu rồi. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản lắp ráp này có khác gì so với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 mà trước đó Mercedes-Benz đã nhập khẩu nguyên chiếc. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là chi tiết chiếc xe này nha. Trên tay của Duy bây giờ là cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì với cái chìa khóa này đây là mẫu chìa khóa mới các bạn. Thì với mẫu chìa khóa này thì các bạn thấy là đa phần tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì đều có thiết kế cái mẫu chìa khóa như thế này rồi. Thì trên cái mẫu chìa khóa này nó sẽ có tổng cộng là 3 cái nút bấm các bạn. Đây là nút lock nè. Đây là cái nút mở nè các bạn. Và đây là cái nút mà nếu chúng ta giữ luôn thì nó sẽ mở cốp xe ở phía sau lên. Đó các bạn thấy không? Cái cốp phía sau đã mở rồi, nếu mà chúng ta bấm giữ luôn thì tiếp tục cái cốp xe phía sau nó sẽ đóng lại. Đó, và một điều đặc biệt nữa trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này á, là nó có một cái tính năng là lock cửa thông minh, hay còn gọi là keyless go. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy là ở những cái tay nắm cửa nó sẽ có những cái viền mạc rơm như thế này, cũng như ở đây nó có một cái nút để chúng ta cảm ứng nè. Thì chúng ta chỉ việc chạm vào đây thì xe nó sẽ lock cửa rồi các bạn. Đó, và chúng ta chỉ việc chạm vào đây thì xe nó sẽ mở cửa. Thì tất cả những cái cửa của Mercedes-Benz GLC 300 này thì đều được có trang bị cái tính năng là lock cửa, mở cửa và cảm ứng luôn. Thì đối với cái tính năng keyless go này thì các bạn đã thấy trên cái phiên bản là GLC 300 nhập khẩu cũng như là cái phiên bản GLC 300 2019 trước đó. Bây giờ quay lại với phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Khi mà đứng trước cái phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là thể thao, rất là hầm hố, cũng như là ở phía trước được trang bị cái lưới tản nhiệt dạng viên kim cương, cho nên là các bạn thấy ở cái phần mặt của nó rất là sáng, cũng như là khi mà các bạn đi ở ngoài đường đó, chắc chắn nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Đó, thì trước đây là chiếc Mercedes-Benz GLC mà 300 phiên bản 2019 đó, thì các bạn biết là ở đó là những cái mặt ga lăng đó là những cái sọc ngang. Thì có rất là nhiều khách hàng cũng thấy cái này và thay đổi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì đối với cái phiên bản 2020 này thì GLC 300 được trang bị cái lưới tản nhiệt dạng viên kim cương luôn. Nó sẽ giống như là trên chiếc xe GLC 300 nhập mà các bạn Duy đã làm cái clip mà cho các bạn xem trước đây á. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể là xem lại cái clip, Duy sẽ để cái link ở đây nha các bạn. Đó, thì khi mà đứng trước cái phần đầu xe như thế này nữa, mà cái mà làm cho cái chiếc xe chúng ta thêm hầm hố nữa thì mình không thể bỏ qua đó là chi tiết cái cản ở dưới nè. Thì đây là cái cản của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy nó được thiết kế rất là hầm hố ở khu vực này. Đó, các bạn thấy không, ở đây nó có một cái mà mang để mà chúng ta là khi mà chạy á, thì gió không khí nó sẽ lùa vào ở đây, tạo cái cảm giác là khí động học cho chiếc xe này. Và
ở đây nè các bạn sẽ thấy ở đây nó một cái chi tiết mạ chrome nè. Đó. Thì đối với cái phiên bản GLC 300 nhập khẩu á, thì chỗ này được sơn màu đen bóng. Thì các bạn thích cái màu đen bóng hơn hay là cái chrome này thì các bạn có thể là comment cho Di biết ở dưới. Thì Di sẽ góp ý là cho Mercedes-Benz để có thể là những cái phiên bản mà sau này mà Mercedes-Benz ra cho chiếc xe GLC 300 này thì có thể là thay đổi lại một chút xíu nữa để cho nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, đáp ứng được cái mong muốn của khách hàng nhiều hơn. Và một cái điểm nâng cấp đáng giá của cái phần đầu xe này chúng ta phải nói đến, đó là chính là cái cặp đèn pha này các bạn. Đèn pha multi-beam LED thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Thì đây là cái đèn pha mà có rất là nhiều những tính năng, có tổng cộng tới 9 tính năng của đèn thông minh. Bởi vì bên trong đây nó có tổng cộng là 84 bóng LED với lại 84 chip điều khiển khác nhau. Nó sẽ phù hợp cho chúng ta trên mọi cái điều kiện đường xá cũng như là mọi điều kiện thời tiết. À, thì mọi điều kiện đường xá ở đây chẳng hạn như là các bạn đi trong những cái đoạn đường mà ngoài đô thị nó không có ánh đèn đường nè, hoặc là khi mà chúng ta đi trong đô thị, hoặc là đến những ngã tư, những giao lộ, hoặc đến vòng xoay, hoặc là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc thì đèn cốt của chúng ta cũng sẽ tự động chuyển thành đèn pha, hoặc là khi mà chúng ta đi đường trời mưa thì chiếc xe cũng nhận biết được và giảm cái cường độ ánh sáng xuống để chống chói cho xe ngược chiều cũng như là chống chói cho xe của chúng ta. Đó, thật sự là một cái đèn này nó quá là nhân văn đúng không các bạn, rất là hay cho cái đèn Mercedes-Benz này. Thì với những cái tính năng mà của cái đèn thông minh này thì Di sẽ để cái link ở trên đây, hoặc là Di sẽ để cái link ở cái phần mô tả thì các bạn có thể click vào mà để xem cụ thể hơn. Mercedes-Benz GLC 300 á, thì được trang bị cái camera 360 độ rồi các bạn, là một điều hiển nhiên rồi. Bởi vì là ở phía trước này nè, các bạn sẽ thấy có một cái camera đã, ở đây nè các bạn thấy không? Đó, và hai trên kính chiếu hậu của chúng ta cũng sẽ có hai cái camera cũng như là cái camera sau cùng. Đó, các bạn thấy không? Ở đây là một cái camera. Khi mà đứng sang bên hông một chút xíu á, thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này được trang bị một cái bộ mâm màu đen bóng và để lộ mặt nhôm ở bên ngoài, cũng giống như là đối với những cái dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì các bạn biết là đây là cái xu hướng hiện tại bây giờ rồi, những cái chiếc xe Mercedes-Benz thường là sẽ được thiết kế giống như thế này. Và đặc biệt nữa một điều là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 lại được trang bị một cái mâm của AMG. Đó, các bạn thấy không? Thì cái bộ mâm AMG này nó sẽ rất là giống ở trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cũng như Mercedes-Benz GLE 450. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái lớp xe này là cái lớp xe hiệu gì nha. Đây là cái lớp xe Pirelli các bạn. Đây là một cái lớp xe đến từ nước Ý. Và kích thước của cái lớp là 235/55R19. Và cái lớp xe này là lớp xe thông thường các bạn nha, nó không trang bị lớp xe Brembo. Đó cũng giống như là hai cái phiên bản là Mercedes-Benz GLC 200 và Mercedes-Benz GLC 200 4Patic cũng như là chiếc xe GLC 300 nhập khẩu. Thì tại sao mà Mercedes-Benz lại không trang bị cái bánh xe có lớp Brembo đối với giống như là cái phiên bản GLC 300 2019? Thì thật sự các bạn là có nhiều khách hàng cũng góp ý với Mercedes-Benz là khách hàng thích cái mâm, thích cái lớp xe mà thường hơn, trang bị kèm theo là bánh xe dự phòng. Thì như vậy nó sẽ phù hợp hơn với điều kiện đường xá Việt Nam, cũng như là khách hàng yên tâm hơn trong cái việc mà đi công tác xa hoặc là đi tỉnh. Đó, thì Mercedes-Benz Việt Nam họ tiếp nhận cái ý kiến này của khách hàng. Thì bây giờ những cái dòng xe của Mercedes-Benz GLC thì sẽ được trang bị cái lớp xe dự phòng và lớp xe là lớp xe thông thường. Và cái kính xe này thì là cái kính xe cũng giống như tất cả những cái kính xe của Mercedes-Benz khác. Nó được thiết kế bầu và tích hợp xi nhan ở đây. Khi mà đứng sang bên hông thì các bạn sẽ thấy một cái điểm nữa là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này được trang bị cái kính phía sau cũng như là cái kính phía trước khác màu nhau các bạn nha. Thì cái khoang sau được trang bị là kính màu tối để cách nhiệt tốt hơn, cũng như là khoang trước thì nó sẽ cái màu sắc nó sẽ sáng hơn. Thì đối với cái khoang sau cách nhiệt màu tối này thì các bạn sẽ thấy giống như là trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic. À, thì khi mà nhìn từ bên hông này thì các bạn sẽ thấy nó có hai màu nè. Thì chiếc xe này bên Di chưa có dán phim gì hết, vẫn để nguyên thủy luôn. Đi vòng ra phía sau một xíu nha các bạn. Khi mà đi vòng ra phía sau như thế này thì nó sẽ không khác gì so với lại chiếc xe GLC 300 nhập khẩu các bạn. À, ở đây thì vẫn là được thiết kế một cái đèn thì chung cho tất cả những dòng xe GLC rồi. Đó, khi mà đi từ xa vào buổi tối thì các bạn sẽ nhận biết đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản nâng cấp, phiên bản mới.
Thì ở đây thì Di cũng đã cho các bạn xem trước đây rồi. Thì ở đây là một cái chi tiết bô giả các bạn nha. Đó, vẫn là hai cái bô kép nhưng là bô giả. Ở đây nó sẽ không có khói ra chỗ này đâu, mà là khói nó sẽ rơi vào ở đây. Đó, các bạn thấy không? Cái ống bô nè, bên kia cũng vậy. Đó, cái ống bô nó sẽ chĩa xuống đất. Như thế thì nó sẽ không có gây nóng phỏng chân cho cái người mà chúng ta lấy đồ ở phía sau. Bây giờ Di sẽ mở cái cốp xe này ra cho các bạn xem. Thì đây là cái cốp xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Rất là rộng đúng không các bạn? Ở đây thì sẽ có một cái chi tiết để chúng ta che hành lý ở đây. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta để đồ như thế này thì chúng ta kéo lại để mà phía trước nhìn xuống thì nó sẽ lịch sự hơn. Đính kèm theo xe chính là những cái phần quà mà khi khách hàng mua xe sẽ được nhận. Đó chính là ở đây. Các bạn thấy là đây là một cái lưới để khăn đồ nè. Nếu mà chúng ta chạy mà đồ chúng ta để lung tung như thế này thì có thể là tạo tiếng ồn, thì lưới này chúng ta sẽ khăn lại. Thì với chi tiết lưới này thì Dư cũng đã nhắc khá là nhiều rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái hộp để chúng ta gạt tàn thuốc lá để trong xe các bạn nha. Nhưng mà Di khuyên các bạn là không nên hút thuốc ở trong xe. Tại vì khi mà hút thuốc trong xe thì làm cho cái nội thất của chúng ta cực kỳ hôi và khó vệ sinh lắm. Ở đây thì có những cái sách hướng dẫn để sử dụng nè. Và ở đây là có một cái chi tiết bao da để chúng ta có thể là để những cạc vẹt, những cái giấy tờ mà sau này mà chúng ta để trên xe. Ở đây là một cái túi y tế. Ở đây là một cái giỏ các bạn, để chúng ta có thể là đựng đồ. Đây là một cái giỏ xếp ha. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ở đây là một cái thảm các bạn nha. Cái thảm theo xe của chiếc Mercedes-Benz GLC 300 này. Thì cái thảm này ở đây có sẽ có chiếc Mercedes-Benz và chỗ này được thêu các bạn nha. Rất là đẹp luôn, được thêu bằng chỉ á, chỉ nổi á. Đó, chứ không phải là vẽ bằng nước sơn. Còn ở đây là một cái hộp quà của Mercedes-Benz nè. Thì lần này thì Mercedes-Benz sẽ thay đổi cái phần quà này một xíu nè. Các bạn sẽ thấy không, cái hộp nó sẽ khác nè. Nó dày hơn rất là nhiều so với lại cái hộp quà trước đây mà Mercedes-Benz đã tặng cho khách hàng. Bây giờ Duy sẽ mở ra cho các bạn xem nó sẽ có những cái gì khác không. Cũng như là mọi khi thì đây là một cái thư cảm ơn của tổng giám đốc Mercedes-Benz đã ký. Còn ở đây là một cái cuốn sổ nè, để cho chúng ta có thể là ghi chép ở đây. Có cái logo Mercedes-Benz. Ở đây là có một cái cuốn sách để mà chúng ta là thông tin về dịch vụ khách hàng. Có nghĩa là khi mà khách hàng mua xe, các bạn có thể là lấy cái này ra và để xem về những cái dịch vụ về bảo hành, sửa chữa của Mercedes-Benz. Đó, đường dây nóng, hotline cũng như là phạm vi bảo hành của chiếc xe Mercedes-Benz này. Thì đối với Mercedes-Benz thì nó sẽ bảo hành là 3 năm không giới hạn km các bạn nha. Trong vòng 3 năm đó thì các bạn có bất kỳ những vấn đề gì thì ảnh hưởng bị hư từ bên trong của chiếc xe thì các bạn sẽ được bảo hành miễn phí. Và ngoài ra các bạn có thể là tùy chọn thêm được 2 năm nữa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tùy chọn thêm 2 năm nữa là chiếc xe của chúng ta có tổng cộng tới 5 năm bảo hành. Thì đối với một chiếc xe sang mà được 5 năm bảo hành thì các bạn biết rồi, nó rất là tốt luôn. Thì các bạn sẽ không lo ngại cái vấn đề mà sau này mà bảo hành, bảo dưỡng nó sẽ tốn kém. Thì Mercedes-Benz đã trang bị cái gói đó cho các bạn rồi. Ở đây là một cái bút của Mercedes-Benz. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn. À, có chữ Mercedes-Benz ở đây. Và rất là nặng. Cái bút này rất là nặng. Ở đây là một cái chìa khóa. Không phải các chìa khóa các bạn. Đây là một cái USB. Rất là giống cái chìa khóa đúng không? Thì các USB này các bạn có thể là chép nhạc và để nghe nhạc. Và cái điểm này là một cái điểm mới nè các bạn. Đây là một cái bình để chúng ta uống nước, uống cà phê của Mercedes-Benz. Đó, có cái logo Mercedes-Benz. Và ở đây được trang bị một cái bao bằng da rất là đẹp, cầm rất là êm tay, rất là sang trọng luôn các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ tiếp. Ở đây nó sẽ có thêm hai cái nút bấm để chúng ta gập cái hàng ghế này lại. Các bạn thấy không? Đây, gặp cái hàng ghế là lại khi mà chúng ta cần chở đồ nhiều hoặc là những cái đồ mà dài chúng ta có thể để ở đây. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta mà đi du lịch hoặc là đi chơi á, chúng ta có thể là để kể cả một chiếc xe đạp ở đây luôn cũng được các bạn. Đó, nếu mà không có người ngồi ở phía sau này, để chiếc xe đạp đây luôn, đi chơi chở xe đạp theo, quá tuyệt vời.
Và đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì hiển nhiên một điều nó sẽ được trang bị bánh xe dự phòng rồi. Thì bánh xe dự phòng nó sẽ nằm ở dưới đây, thì Di cũng sẽ không cần phải mở lên cho các bạn xem nữa. Và ở đây nó sẽ có một cái ổ khóa nè. Thì trong trường hợp mà chúng ta để những cái đồ gì quan trọng ở dưới đây thì chúng ta có thể sử dụng cái chìa khóa cơ để khóa cái này lại và đi rửa xe hoặc là đi đến những cái khách sạn hoặc là nhà hàng mà chúng ta giao chìa khóa cho nhân viên gửi xe thì chúng ta có thể lấy chìa khóa cơ đó ra, những cái đồ đạc mà chúng ta để trong xe vẫn được giữ nguyên. Và ở đây là sẽ có hai cái nút bấm các bạn, thì dĩ nhiên là xe chúng ta được trang bị cái keyless go thì sẽ được trang bị hai cái nút bấm như thế này. Thì nút bấm này là nút bấm đóng cửa và nút bấm này là nút bấm đóng cửa. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Và đây là cái khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Khi mà nhìn vào cái khoang nội thất này á, thì chúng ta sẽ cảm giác là nó rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, những cái phần mà giao diện của màn hình cũng như là những cái đèn viền nội thất của chiếc xe này nó tạo nên cho không gian của chiếc xe rất là sang trọng và cực kỳ công nghệ luôn. Đó, các bạn thấy không? Thì cũng như mọi khi, Di sẽ cho các bạn xem từ cái cánh cửa bên đây và đi vào bên trong cũng như là những cái tính năng khi mà chúng ta ngồi bên trong chúng ta lái. Đó, ở đây thì nó sẽ có là một cái công tắc để chúng ta chỉnh ghế và có 3 vị trí nhớ ghế nè. Ở đây thì là những cái công tắc mà chúng ta nâng hạ kiến cũng như là chỉnh gương chiếu hậu ở đây. Và một cái nút này là chúng ta khi mà chúng ta ngồi bên trong á, chúng ta có thể là mở cốp ở đây. Mở cốp sau á các bạn. Và dĩ nhiên một điều là Mercedes-Benz GLC 300 lại được trang bị cái loa Boommaster 13 loa công suất là 590W. Thì đối với hệ thống âm thanh này thì có thể nói đây là hệ thống âm thanh số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ, cũng như là rất là nhiều những cái dòng xe cao cấp bên Di được trang bị cái tính cái hệ thống loa Boommaster này là S-Class hoặc là S-Class Maybach các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ chỉnh cái ghế này và ngồi vào bên trong cái khoang nội thất này và nổ máy cũng như là điều chỉnh những cái tính năng của xe cho các bạn xem. Ok, bây giờ Di sẽ nổ máy lên nha. Đó, đối với cái đồng hồ là như đồng hồ kỹ thuật số như thế này các bạn. Đây là một cái màn hình LCD rộng 12,3 inch. Đó, thì đối với cái màn hình LCD này thì các bạn sẽ thấy trên chiếc xe GLC 300 nhập cũng như là C300 AMG cũng như là C200 Exclusive. Đó, cái màn hình này thì rất là đẹp, chúng ta có thể là thay đổi được những cái phong cách cũng như là chỉnh cái giao diện này nó sẽ khác một chút xíu. Đó, Di thử chỉnh cho các bạn xem nè. Di sẽ chỉnh ở đây. Thì nguyên cái khu vực này các bạn, đó, thì sẽ chỉnh ở trên cái màn hình này. Còn nguyên cái khu vực này thì chúng ta có thể chỉnh cho cái màn hình giải trí ở giữa nè. Đó, bây giờ Di sẽ sử dụng cái touch control, cái nút cảm ứng này để mà chỉnh. Đó, chẳng hạn như là Di sẽ vào cái phần mà giao diện nè. Đó, thì GLC 300 đang chọn theo cái phong cách thể thao thì Di thích là cái phong cách khác, chẳng hạn như là cấp tiến thì Di sẽ chọn ở đây. Nó sẽ chuyển sang cái giao diện này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì nếu mà các bạn mà chưa có sử dụng chiếc xe Mercedes-Benz bao giờ thì có thể là không biết cái cần số nó nằm ở đâu. Bởi vì chỗ này thì các bạn thấy bây giờ là nó sẽ không giống như chỗ khác rồi. Những hãng xe khác ở chỗ này là cái cần số, nhưng mà đối với Mercedes-Benz các bạn thì cái cần số nó sẽ nằm ở phía sau vô lăng nè. Có nghĩa là khi mà chúng ta vào số thì chúng ta chỉ việc là thao tác bằng nhấc tay lên, nhấc tay xuống thôi. Nó rất là tiện lợi khi mà chúng ta đi vào những cái khu vực hẹp, những cái khu vực mà chúng ta cần xe chở đầu xe, nó rất là nhanh. Và một cái điều nữa các bạn, cái cần số này nó khá an toàn ở một cái là trong trường hợp mà chúng ta để số D như thế này nè các bạn. Đó, nếu mà chúng ta quên, chúng ta bước xuống mà chúng ta quên trả số á thì cái chiếc xe cũng trở về cái từ số B đó để cho xe chúng ta không bị trôi nè. Bây giờ Di thử cho các bạn xem. Đó, Di mở cửa ra thì ở đây nó sẽ chuyển về B luôn. Cho nên nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ không có bị trường hợp mà chúng ta mà quên trả số nữa. Và ở bên đây các bạn, là cái cần này là cái cần là chúng ta xi nhan nè, nháy đèn nè, đó, hoặc là gạt mưa tự động đó, nó sẽ nằm ở đây, gạt mưa trước gạt mưa sau luôn. Còn bây giờ các bạn thì cái cần mà giới hạn tốc độ đối với cái phiên bản 2019 á, thì nó nằm ở phía sau dưới cần xi nhan này, nhưng mà đối với phiên bản 2020 á, thì cái nút mà giới hạn tốc độ nó sẽ nằm ở trên đây luôn. Đó, thì nó sẽ giống như những cái phiên bản hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Tất cả những cái tính năng về giới hạn tốc độ cũng như là điều chỉnh tốc độ nó sẽ nằm ở đây hết. Đó, các bạn thấy không? Và một cái điểm mà khác biệt so với
cái phiên bản nhập khẩu thì chiếc Mercedes-Benz GLC 300 lại được trang bị cái màn hình MBUX thế hệ mới 10.25 inch các bạn. Đó, cái màn hình này nó khá là to, rất là đẹp và sắc nét luôn. Thì ở trên cái phiên bản mà nhập khẩu á, thì các bạn thấy rồi, cái màn hình này nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều và cái độ nét nó cũng sẽ không sắc sảo như ở trên đây đâu các bạn. Đó, thì đây là cái màn hình MBUX thế hệ mới mà nó sẽ giống như là trên những cái phiên bản chẳng hạn như là GLE 450 cũng như là GLC 200. Cái điều mà làm cho cái nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này hấp dẫn hơn so với cái phiên bản nhập khẩu thì ở đây các bạn, đó là cái phần màn hình giải trí của xe. Thì đây là cái màn hình MBUX thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz và rộng 10,25 inch, cảm ứng rất là nhạy. Đó, các bạn sẽ thấy không? Nó rất là mượt luôn, nó giống như là trên cái iPhone của chúng ta sử dụng. Đó, chẳng hạn Di muốn cài đặt cái gì Di sẽ vào đây. Đó, chẳng hạn như cài đặt đèn của xe Di sẽ vào đây. Cài đặt đèn trang trí nội thất, màu sắc. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ việc thay đổi màu ở đây thôi, rất là đơn giản nè. Thì màu nó sẽ thay đổi ở đây. Đó, nếu chúng ta chọn nhiều màu thì đèn chúng ta sẽ thay đổi màu theo cái phối màu mà chúng ta chọn. Đó, thì với cái tính năng đèn viền nội thất này thì nó sẽ có rất nhiều trên những cái dòng xe hiện tại bên Di rồi. Đó, và một cái mà điểm thú vị nữa cho cái phần màn hình này, cho cái hệ thống MBUX, đó chính là cái câu lệnh khi mà chúng ta giao tiếp với xe. Bây giờ Di sẽ thử cho các bạn xem nha. Hey Mercedes, what can I do for you? Ambient light blue. Okay, I am changing the color. À, các bạn thấy không? Nó sẽ chuyển sang cái đèn viền màu thất màu xanh nè. Đó, bây giờ Di sẽ chuyển cái đèn viền này sang màu đỏ nha. Hey, Mercedes. What can I do for you? Ambient light, great. Okay, I am changing the color. Đó, các bạn thấy không? Cái đèn viền bây giờ nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ rồi. Hoặc là các bạn có thể là muốn nghe radio, hoặc là các bạn có thể là gọi điện thoại, hoặc là nhiều cái tính năng nữa trên cái màn hình MBUX thế hệ mới này. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang lái xe, chúng ta có thể là ra lệnh bằng giọng nói, như thế nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta còn không phải là tập trung bấm vào màn hình hoặc là bấm vào những cái nút bấm. Nhưng mà chúng ta phải nói bằng tiếng Anh các bạn. Và một cái điểm nữa là cái hệ thống MBUX này nó sẽ học theo những cái chúng ta sử dụng hàng ngày, hoặc là cái cách khoát âm của chúng ta. Đó, để mà nó dễ nghe hơn, hoặc là nó thân thiện hơn với người dùng. Bởi vì là cái hệ thống MBUX này nó được trang bị cái trí tuệ nhân tạo các bạn nha. Đó, đây là một cái điểm rất là thú vị và rất là đặc biệt. Thì Duy nghĩ chắc hiện tại bây giờ chỉ có Mercedes-Benz mới có trang bị một cái tính năng thông minh như thế này trên những chiếc xe của họ. Cái này hơi quảng cáo một xíu, các bạn thông cảm nha. Ở đây thì cũng như mọi khi thì cũng là cái nút để chúng ta điều chỉnh máy lạnh nè, nguyên cái khu vực này nè. Các bạn thấy không, nó thiết kế giống như những cái phím đàn của piano. Và GLC thì chắc chắn rồi, nó sẽ bỏ cái học đĩa ở đây. Đó. Và tiếp theo nữa là ở đây nó sẽ có những cái nút bấm nè, telephone nè, navi là bản đồ nè các bạn, radio nè, cài đặt của xe nè, và cái nút mà này là cái nút cũng là cái nút mà tìm nhanh đó các bạn, tìm nhanh đó. Và cái nút này là cái nút mà haza ưu tiên. Trong đây thì nó sẽ có là một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây, nó sẽ ở đây. Ở đây là một cái USB Type-C để chúng ta kết nối điện thoại qua cái tính năng Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Đó, thì với cái tính năng Apple CarPlay hoặc Android Auto này thì Di cũng đã cho các bạn xem rồi. Có nghĩa là chúng ta để kết nối thiết bị giải trí của chúng ta, điện thoại của chúng ta qua cái màn hình của xe một cách nhanh gọn nhất, và để chúng ta sử dụng cái về nghe nhạc, giải trí, hoặc là cả bản đồ, hoặc là gọi điện thoại, tất cả mọi thứ ha các bạn. Nằm trên hiện những cái mà chúng ta mà hay sử dụng trên cái iPhone đó, chúng ta sẽ tích hợp trên đây luôn, rất là thuận tiện. Ở đây là cái khu vực mà để mà điều khiển trung tâm nè các bạn. Thì cái này là cái touchpad để chúng ta điều khiển cái màn hình này nè. Thì cái touchpad này bây giờ được thiết kế lại rất là đẹp nè các bạn thấy không. Và nó sẽ, khi mà chúng ta cảm ứng á, nó sẽ có một cái tiếng kêu cũng như là cái độ rung lên để chúng ta biết là chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác đó. Và ở đây là cái nút bấm mà có chữ Dynamic nè các bạn thấy không. Dynamic là cái nút mà để chúng ta thay đổi chế độ lái của xe. Đó, bây giờ Di sẽ thử thay đổi chế độ lái nè.
Thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này nó có tổng cộng là 5 chế độ lái. Bây giờ Duy sẽ chuyển sang cái chế độ lái Eco, thì các bạn sẽ thấy là ở đây màu xanh. Thì cái năng lái Eco này để chúng ta đi di chuyển trong những cái đoạn đường mà bị kẹt xe trong thành phố là chủ yếu. Còn cái tính năng mà Comfort thì để chúng ta đi di chuyển hàng ngày, coi như là chế độ lái mặc định của xe nè. Hoặc là Sport, Sport cộng là hai tính năng lái thể thao. Nếu mà các bạn yêu thích cái chế độ lái thể thao cũng như là muốn trải nghiệm chiếc xe ở trên những cung đường nhất định để tăng cái cảm giác lái để thú vị hơn, thì các bạn có thể chuyển sang chế độ lái Sport, Sport hoặc là Sport cộng. Và chế độ lái trên cùng là chế độ lái theo sở thích cá nhân. Bây giờ nếu mà các bạn muốn mà lái theo cái sở thích cá nhân của các bạn thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Bây giờ Duy sẽ chỉnh thử cho các bạn xem nè. Các bạn sẽ vào chọn vào cái phần cái bánh răng này các bạn. Đó, thì khi mà chúng ta chọn vào cái phần bánh răng này thì các bạn có thể là điều khiển hoặc là điều chỉnh những cái mục ở như thế này. Chẳng hạn nó có cái phần dẫn động nè. Đó, các bạn có thể chọn cái phần dẫn động ở chế độ như thế nào. Chẳng hạn như là chọn Sport đi. Đó, tiếp theo Duy sẽ thoát ra. Chọn cái phần khung gầm. Khung gầm ở đây là cái hệ thống treo đó các bạn. Hệ thống gầm Sport hoặc là Sport cộng luôn. Bởi vì cái hệ thống treo trên các chiếc xe GLC 300 này nó cũng rất là đặc biệt các bạn. Đây là cái hệ thống treo Dynamic Body Control, có nghĩa là cái hệ thống treo này nó can thiệp vào cái hệ thống điện luôn. Đó, có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh điện để cho chiếc xe của chúng ta êm nhất hoặc là thăng bằng nhất, tốt nhất khi mà chúng ta đi trên đường tốc độ cao hoặc là khi đi trên đường gồ ghề. Đó, thì các bạn thấy không? Bởi vì là xe của chúng ta có cái hệ thống treo bằng điện cho nên là các bạn có thể chỉnh được nè. Nó sẽ ảnh hưởng ở đây ha. Bây giờ Duy thích hệ thống treo là Sport, thì cái hệ thống treo của chúng ta nó sẽ cứng hơn một xíu. Đó, Duy sẽ thoát ra. Hệ thống lái các bạn, hệ thống lái thì các bạn có thể chọn là Comfort hoặc là Sport. Hệ thống lái có nghĩa là cái vô lăng nè. Nếu mà các bạn thích mà cái vô lăng của chúng ta mềm mại hơn, đó, thoải mái hơn thì chúng ta có thể chọn Comfort. Nếu các bạn thích mà cái vô lăng của chúng ta cứng hơn, phản ứng nhanh hơn thì các bạn có thể chọn qua chế độ lái Sport. Đó, chúng ta có thể cài đặt ở đây và thoát ra. ESP, ESP thì cái xe của chúng ta các bạn có thể là cho nó không trượt nè. Hệ thống ESP Comfort là nó hoạt động tối đa nhất nè. Hoặc là Sport là cho trượt và Sport cộng là cho trượt nhiều hơn. Đó, thì Duy khuyên các bạn là khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà hàng ngày đi đoạn trên những cái đoạn đường thành phố hoặc là bình thường chúng ta lái á, thì các bạn đừng chọn chế độ lái Sport cộng này. Đó, tại vì khi mà chọn chế độ Sport cộng, cái phần ESP này nó sẽ cho trượt cái chiếc xe của chúng ta. Đó, thì với cái tính năng này thì Duy nghĩ nó sẽ phù hợp hơn trên những cung đường đua, đường đua là chủ yếu. Ok, Duy thoát ra. Như vậy thôi các bạn, là chúng ta đã xong cái phần thao tác chỉnh rồi, thoát ra thôi. Đó, nếu mà các bạn thích lái như vậy thì mỗi lần lên xe chúng ta cái việc chuyển cái chế độ lái về chế độ individual là xong, lái theo sở thích cá nhân. Thì với cái tính năng lái theo sở thích cá nhân này thì thực sự Duy cũng đã nhắc nhiều cho những cái dòng xe khác rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi nhanh qua những cái phần này nha. Ở đây nó có chữ M đó các bạn. Đây là cái chế độ lái mà manual, là chế độ lái bằng lẫy số á, số tay á. Thì các bạn có thể là vô số ở đây. Các bạn thấy ở đây là có dấu cộng nè, bên đây là dấu trừ nè. Đó, để chúng ta tăng hoặc là giảm số. Đó, thì với tính năng mà lái bằng manual này thì Duy nghĩ là cũng sẽ lái trên đường đua là chủ yếu thôi. Còn đường mà thành phố hoặc là đường trường bình thường á, thì khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái manual này thì một lát nữa nếu mà chúng ta không có vào số hoặc là chúng ta chỉ chạy đều thôi thì cái xe của chúng ta cũng sẽ tự động chuyển lại chế độ lái bình thường thôi. Đó, thì cái này để chủ yếu là trải nghiệm trên những đoạn đường đua là chính. Ở đây là có nút chữ A nè các bạn, là hệ thống tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ. Đó, để tiết kiệm xăng thôi. Volume lớn nhỏ của chiếc xe. Ở đây là cái nút mà để tắt mở màn hình nè. Ở đây là cái nút mà để chúng ta mà sử dụng cái tính năng mà đậu xe tự động á. Khi mà các bạn mà muốn đậu xe thì các bạn chỉ việc bấm vào đây thôi, thì những cảm biến xung quanh xe nó sẽ quét cái ô trống này. Nếu mà đủ kích thước nó sẽ báo trên màn hình. Và nếu mà các bạn mà chưa có xem hoặc là chưa có biết về cái tính năng đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz thì Duy sẽ để cái link ở đây. Các bạn có thể là nhấp vào cái link ở đây hoặc là các bạn có thể là vào trong cái phần mô tả. Duy sẽ để cái link trong phần mô tả cho các bạn xem. Đây là cái nút mà ESP nè các bạn, cái nút mà cân bằng điện tử nè. Thì cái nút này thì thật sự ít khi sử dụng lắm, tại vì khi mà chúng ta bấm vào thì hệ thống cân bằng điện tử của chúng ta sẽ không hoạt động nữa, chỉ phù hợp khi mà chúng ta đi đăng kiểm á. Tiếp theo nữa các bạn, thì ở trong cái hộc để tay này thì các bạn sẽ thấy là nó có là hai cái USB. Đây là hai cái USB Type-C các bạn nha. Đó, đây là cái USB thế hệ mới rồi, để chúng ta sạc điện thoại vậy thôi.
Còn cái khu vực trên đây thì các bạn biết rồi, chỉnh đèn, chỉnh đèn của xe đó, đèn nội thất nè. Hoặc là ở đây là nó có cái nút bấm để chúng ta mở cửa sổ trời. Thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần đó, phía trước và phía sau luôn, cho cái không gian nội thất của chúng ta thêm sang trọng và đẳng cấp hơn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái phần khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Đó, thì về cái không gian ở phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 thì nó cũng sẽ không khác gì so với GLC 200 hoặc là GLC 200 Formatic. Cái kích thước thì hoàn toàn giống nhau các bạn nha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có hai cái khe gió máy lạnh nè, để không gian phía sau hoặc là cái người ngồi phía sau lúc nào cũng có thể thoải mái nhất. Đó, ở đây thì sẽ có một cái chỗ để chúng ta tựa tay, cũng giống như những dòng xe khác thôi. Ở đây thì chúng ta có thể là để được hai cái chai nước. Đó, bây giờ Duy sẽ mở cái phần capo cho các bạn xem cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì với phiên bản GLC 300 này thì cái động cơ nó sẽ sử dụng chung với lại cái động cơ của chiếc xe E300 luôn các bạn. Hả? Không khác gì, hoặc là cái C300 luôn. Thì đây là cái động cơ 2.0 lít, công suất là 257 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và cái hệ thống turbo tăng áp kép ở đây. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ bên ngoài, bên trong cũng như là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì các bạn đã biết rồi, năm 2018, 2019 thì chiếc xe GLC nói chung cũng như là GLC 300 này thì thành công ngoài cái mong đợi của Mercedes-Benz. Thì với cái phiên bản 2020 này, với những cái option, với những cái nâng cấp mới, thì chắc chắn một lần nữa sẽ gây cho những cái đối thủ như là BMW X3 hoặc là Audi Q5 phải rất là khó khăn. Bây giờ Di sẽ xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz, các bạn có thể gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại là 091465 3979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.